Nam nhận một ca nát bét của Twitter. Này là đụng trực diện nha các bạn nha. Hai con xe, một con xe mô tô phân khối lớn hút trực tiếp con xe đạp. Đó, thằng em này nó chạy xe đạp và nó đụng. Đây nè các bạn, do nó học sinh á nên cái ông mô tô phân khối lớn ổng không bắt đền đó nha các bạn nha. Ông phân khối lớn không bắt đền, phân khối lớn đụng gãy phột luôn nha các bạn nha. Còn nó thì nứt cái sườn, thì giờ mình hàng lại cho nó. Ổng không bắt đền nhưng mà ổng còn cho nó tiền hàng cung nữa các bạn. Đó, nhận hàng này và làm lại cái phần nè, đây nè, nứt luôn nha các bạn nha. Thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện cho em trai để em trai có xe đi tập thể dục tiếp nha các bạn nha. Móp luôn cái này luôn, dập luôn.